cái dòng đỏ đó, làn đỏ lúc đó là đen, Dòng đỏ của ngay chỗ cái miệng. à, ngay miệng nó là đen, nhưng mà thời gian lột vào năm nay cái đỏ rồi, đó là đây đó. Gỡ ra mình phóng to ra, mình gỡ ra sao con? Phóng to ra đi rửa Nhưng cái hình ở đó nó ngay đây nè, đây đó là ngay đây, ngay đây luôn hả con? Ngay Nhưng đây, mà ngay đây. tại Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang. Và đây là một cái ngôi nhà của những ngư dân mà phải sống với cái nghề biển, gọi là nghề nuôi nghêu. Thì hôm nay thì được sự giới thiệu của các anh, Bùi Hồ có dịp tìm đến đây để tìm gặp một cái cụ và sống ở trong ngôi nhà này, để kể cho cô bác quý anh chị nghe về những cái câu chuyện linh thiêng mà cụ có thể chứng kiến được và thuật lại cho Bùi Hồ nghe. Và hôm nay thì để đến đây nghe được cái câu chuyện này thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ nhờ cụ thắp hương để mà xin phép để mà quay một cái thước phim như thế này để cho cô bác quý anh chị xem. Và một điều khá đặc biệt khi mà một cái câu chuyện đó là một cái bé gái tuổi của học sinh chụp hình ảnh cây phượng này vì thấy cây phượng quá đẹp thì lại xuất hiện những cái hình ảnh lạ. Và hôm nay thì Bùi Hồ sẽ nhờ gặp cụ để mà cụ kể cái câu chuyện đó và thành lập ngôi miếu này như thế nào. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Em đi hướng này nha anh hai. Chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ xin phép để mà quay một cái thước phim như thế này. Có thể là mọi người sẽ không tin nhưng mà Bùi Hồ thì bản thân thấy đây là những người mà không theo một cái Photoshop nào mà chụp một cái hình như thế này. Và theo chia sẻ của anh hai là xóa không được luôn hả? Mình cảm thấy mình hoang mang. Đó đó là ngay đây nè. Đó là ngay đây. Ngay đây luôn hả cậu? Nhưng mà tại sao chụp ở hướng nào cậu? Hồi đó đây nó chụp lại vậy nè, thấy bông đẹp ở mấy đứa nhỏ gái nó chụp hình đây nè, nó chụp để nó lấy cảnh bông coi cho nó đẹp đó. Trong chụp ra tại sao đi ra ngoài thì thợ nó rửa xong mà có cái nhưng hình. Mà có người đứng luôn hả cậu? Có người đứng đây nè. Dạ. Con nhỏ cháu đó trong hình đây đó. Dạ. Nó đứng đây nè rồi mấy đứa kia chụp. Chụp rồi nó đi ra ngoài tiệm nó rửa cái nó mới ra cái tấm hình này trong này. Rồi trở về tôi mới coi. Tôi mới coi thì lúc đó thì nó nằm ngay đây nè. Đó. Nhưng mà về nhà thì không còn nữa. Chỉ là trong lúc đó thôi. Nhưng mà về tới đây thì không còn nữa. Rồi tôi mới đi ra ngoài rửa lại một lần hình nữa là coi như là hai lần rửa hình đó. Lần sau đó thì chính xác 100% là giờ hình để thờ đó. Chắc có lẽ là cụ cũng đã xin phép rồi. Có cụ năm nay thì phép. Cụ năm nay con xin phép là cụ năm nay là bao nhiêu hay cụ? 79 này. 79 tuổi gần 80. Thì chắc có lẽ là thước phim này thì nó cũng gây cho cô bác của anh chị nhiều sự lầm tưởng, nhưng mà cụ thì là người làm nghề nghêu sò chứ không phải là làm nghề để mà ảo tưởng gì. Không có. Dạ và cũng bây giờ thì chắc có lẽ là con với cụ cùng lại giếng ngôi miếu nha. Dạ. Yeah. Dạ đây cụ họa hình đó. Thì đến đây là từ cái thời điểm chụp hình đến đây là mấy năm hay cụ ha? Này là cũng 2 năm rồi đó. 2 năm hả cụ? Nhưng mà lúc đó là thì khi cái thời gian mà tôi chưa có thờ đó em. Thì người đó đi qua lại đây hoài. Trời, ban đêm á. Cụ thấy luôn hả? Thấy luôn. Trời sáng trăng luôn mình thấy luôn, thấy người rõ luôn, nhưng mà tôi khít bên đây thấy rõ luôn. Thấy đi đường này luôn hả cậu? Đi đường này nè. 2-3 lần. Nhưng lúc đó là mấy giờ cậu? Lúc đó thì khoảng 11-12 giờ khuya. Giờ khuya chứ không có ai. Không có người đó, không có người bên đấy. Cháu thấy đây là gần ngoài mọi người. Nhưng mà thấy thì ban đầu tôi tính người không à. Nhưng mà cuối cùng rồi không phải người à, rồi tôi cũng ngày tháng cũng bỏ qua, lâu lâu cũng có một cái
tiếng động người đi qua lại vậy thôi. Nhưng mà tới khi cháu tôi nó chụp hình Tết á, chụp bằng cái, trong cái cây điệp này, thấy cái hình trong cây điệp nó cây phượng, cây phượng, à, dạ, cây phượng. Dạ, phượng. Rồi tôi mới thờ, mới thờ ở đây, rồi thờ tới giờ thì không không thấy đi qua lại nữa, không thấy. Thờ về đây hình như buổi yên ổn rồi, ở đây rồi. Rồi nó ngay cũng có một lúc, lúc đầu tiên nó linh, linh con cái là gì, hay là người ta giái chơi gà bọng gì đó, đá ngày ăn 5-6 con luôn. Một chơi một thời gian sao mà thôi, tôi không có cho tới luôn, sẽ nó đồ thiếu không cho. Ngay cũng linh, linh tính lắm. Tao thấy cái bây giờ cái hình đó, bây giờ còn rõ nè. Bây giờ con nhà cụ đi, con nhà cụ hỏi xuống đó. À, con nhà cụ cho con xem. Ừ. Đó, hình đó. Dạ con. Cho mình đi ăn mẹ bắt đi. Đó. Nói chung là... Quý anh chị, đây là một cái thước hình mà một ngôi miếu mà ông cụ, ông quạ ra và thấy như vậy đó. Thì chắc có lẽ là sự linh thiêng về tâm linh thì không bao giờ ai giải thích được. Và sự hiển linh thì nó luôn, sự linh thiêng thì nó luôn hiển tiền đâu đó. Ừ. Nhưng mà chỉ khi mà mình tin thì mới thấy được. Đây là một cái thước phim mà cụ Hoàng ra để mà cụ thờ nè. Hồi hồi đó đen nha. Cái dòng đỏ đó, lần đó lúc đó là đen. Dòng đỏ của ngay chỗ cái miệng. À, ngay miệng nó là đen. Nhưng mà thời gian lột vào năm nay cái đỏ lại hơn. Ừ. Nó thật tình, đỏ hơn. Con tôi nó hết hồn luôn hả? Trong khi trong cái hình ảnh trống bây giờ còn còn đen thôi à. Dạ. Đen. Lúc đó cái làng đen cũng như là người ta đánh nó bị bầm hay là máu nó chảy là xuống bầm đến, vậy đó nghe. Đến đây là thờ 2 năm hả cô? Ờ, 2 năm. Vừa qua năm nay là đỏ tươi, đỏ ơn vậy đó. Chứ không có ai động con đó chứ. Mà tôi mở ra, tôi xin phép tôi mở hình ra tôi coi thì chống khu gan, không có gì không vậy chứ. Chứ đâu phải có nước đâu, có gì mà lan ẩm mà nó xanh ra màu chứ đâu. Nhưng mà này không biết làm sao nữa. Trong cái vỏ cây mà rửa ra có con mắt một. Làm như bên kia bị đánh giật bể hay gì á. Hồi, sống hay gì đó, sao làm như nó đánh bị dập gì đó. Giờ còn con mắt bên gõ lắm, hồi đó là gõ lắm, thấy ngư luôn hả? Hồi đó là thấy gõ lắm hả cô? Hả? Thấy gõ lắm hả? Gõ lắm. Xóa không được luôn cô? Không, không có xóa được. Chụp hình mà... lúc đó người ta chụp hình mà thở chụp hình ta sợ, ta không dám rửa đó. Ồ. Nhưng mà nó quá nói quá rồi ta mới rửa cho nó, ta không dám rửa. Từ người ta rửa ta có ăn tiền không cô? Ăn tiền. Con mắt ở đó là có con ngư luôn đó nghe. Chứ không phải không có ngư, có ngư đàng hoàng. Dạ. Hôm nay là cũng 2 năm mấy rồi. Dạ. Thì chắc có lẽ là đây là một sự tâm linh mà Bùi Hồ muốn giới thiệu cô bác, nói về cô bác của anh chị, sự hiển linh của phần tâm linh. Có thật. Đúng rồi, có thật. Dạ. Thôi thì mà ngộ thiệt đúng không? Dạ. Tôi thấy cái này nó có thêm một cái này, nó khác nữa nè. Hồi hồi trong khi rửa hình đó, thì nó không có cái lằn ở trên đâu. Một miếng một là nó không có lằn trên, sao giờ nó lằn ngang thôi cô. Ờ, sao giờ nó có cái lằn ngang đó với cái này thì... cái miệng nó máu không đọc qua năm nay nó gì đó. Chờ... hồi đó giờ cụ có nhìn không? À, hồi đó giờ cụ có nhìn không? Có chứ. Trời ơi, tôi nhìn kỹ lắm mà. Tôi mận đây, thờ đây. Ngày đêm thì tôi ra đây đốt nhang cúng quải rồi. Mà sao mà bây giờ nó có lạ hai cái đó tôi nghĩ không ra. Chỗ nào cụ? Lần này nè. Lần xanh nè. À, lần xanh nó là trên đó. Dạ. Hồi đó là không có đâu. À, với con mắt ở đó là có hai cái chấm con người trắng tư à, có người đàng hoàng.
một cái miệng đó, thì lúc đó là nó không có máu gì, nó đen cho nó không có đỏ gì, nó đỏ mà mới qua năm nay nó đỏ. Cái đó là chuyển biến hay cũng ha? Chuyển biến, tôi nghĩ không có ra luôn. Con tôi nó không hay đâu, ra dù nó hay nó hết hồn, nó không biết nó sao kỳ vậy, nó không biết đâu nói. Mà theo tôi nghĩ ở đây thì chắc trước đây á, thì người này cũng bị nạn gì chết hay sao á, nhưng mà ở thì không ở mấy cái kia đâu, vì ở đây ở thì ở cái cây điệp này nè. Trong cái cây điệp mà tôi nghĩ không phải trong cái da cây á nha, chính là chụp trong cái cây đó, là khi mà đem ra thợ rồi thì cháu tôi đem về quay chụp trong ngày sau liền đó, là tôi để một hình đó bây giờ. Mà lúc đó đâu có, những lúc mà cháu của cụ á gặp cái hình như thế này, cháu cụ sợ dữ không? Sợ chưa, sợ dữ lắm. Ông thợ không dám rửa luôn mà thợ ông ấy coi, ông buông mấy ra coi, ông không rửa, rồi mắc nhờ người khác lại nói với thợ đó, thợ nó mới rửa đó. Chứ lúc đó là thở bụng và thở không dám rửa. Cho nên cứ rửa đi, không có gì hết. Cái này thì... Cháu của cụ lúc đó là bao nhiêu tuổi? Nó... 18, 19 tuổi gì đó. 19 là năm kia, 19 tuổi. Hồi sống thì hồi... Ủa hồi... Chưa có thờ này thì... Thấy đi... Trời sáng trăng đi qua lại thấy mấy lần khít mua anh luôn vậy đó. Anh nghe không có quở trách ai hết, không có phá phấy gì ai hết đó. Nhưng mà chỉ muốn ngủ ở chỗ cái cây này thôi. Ngủ ở cây đó đó. Nhưng mà từng ngày mà cụ cắt miếu như thế này nè, rồi thờ cúng như thế này thì cụ làm ăn có lên không? Có phù hộ thấy phù... cũng đỡ lắm chứ. Đỡ lắm, cũng nhiều người cúng nhưng mà nhiều quá tôi cũng cho, tôi không cho nên lợi như thế giờ ta không lợi được. Ở xa ta cũng lợi, ta biết này ta... Thì chắc có lẽ là lúc mà cụ biết á thì cụ ở đây á là cũng lớn rồi, tại vì cụ thấy thì chắc cụ ở đây cũng lớn rồi. Thì cụ có nghe câu chuyện nào mà cụ ở đây không? Không có nghe. Tôi về đây là cũng gần 30 năm rồi, nhưng mà không có nghe. Lúc trước thì không có nghe, gần rú mà. Dạ. Trong này không có cho nộp trống mà người ta cất nhà, cất trò vậy đó. Dạ. Tại vì tôi về đây tôi muốn thuê nhà nước 7-8 ngàn công đất ở ngoài biển này. Dạ. Rồi tôi vô đây không trống, thấy chỗ này lúc đó nó trống, trong trống vậy thôi, rồi tôi mới dọn cất cái nhà đi. Là ôm giữ làm sò. Nhưng mà tôi về đây rồi qua năm sau đó tôi mới đem cái cây này về đây trồng. Cụ đem cây phượng này về trồng ha? Chứ không phải là cái cây này mọc tại đây đâu, tôi đem về trồng. Mà người này không biết lúc đó ở đâu thì không biết, nhưng mà bây giờ thì ở cái điệp này. Ở trong, tôi nghĩ ra tôi nói trong cái điệp mà hình ảnh trong cái vỏ điệp phượng, cái ô cái phượng. Chứ không phải là không phải thấy hình đứng ở ngoài gì mình chụp, không có, ở trong cái vỏ cây đó. Tôi nghĩ không ra luôn. Con tôi nó tin lắm, thằng Út thì nó tin lắm, cũng hoài. Dòng này thì người ta có sợ không cô? Ít có người biết, tôi ở đây vậy chứ ít có người biết cái ngôi miếu này như thế nào, người ta không có hiểu. Vì hơn nữa là tôi cũng không có nói, mình nói ra sợ người ta đồn. Nhưng mà đối với cụ thì đêm nào cũng thắp hương ha? Đêm nào cũng hương trơn, đêm nào cũng không có vắng một đêm nào nữa. Thường thì cụ có đem cúng đồ ra ngoài nè? Cúng. Nếu ở trong nhà tôi cúng cái gì thì ra đây cúng cái nấy đó. Gầm 30, đám này đám kia,
cúng đem ở đây cúng hết. Nó ngay ở đây thì cha con tôi biết gần, cho nên là tin dữ lắm. Còn người ngoài thì lỡ tôi không có nói, thành mình không nói người ta cũng không có hiểu. Ngày xưa giờ thầy cụ có tin về tâm linh không? Tôi cũng ít có tin lắm. Mà cái ngu miễu này thì tôi tin. Tin bởi vì tôi thấy người đi mà, thấy mấy lần mà. Thành tôi mới có cái lòng tin. Nhưng mà chụp hình thấy nữa là tin nhiều hơn nữa. Rồi bây giờ chưa thấy gì đó là mặt người gõ gàng chứ đâu có phải cái gì đâu. Dạ. Mặt người gõ gàng mà. Nhưng mà ngày đó, hồi thời gian lúc đó đó, tôi định một là bị quánh đập chết, mới có cái lần máu nó chảy xéo vậy nè, mà mất con mắt đó. À, tôi nghĩ vậy. Và không thôi là bị bom đạn gì đó, tôi khuyên ta gạt gẫm rồi ta đánh chết. Ta đánh chết mang thẹo nè, thẹo nó thấy có ra không? Mất con mắt. À, rồi máu chảy xéo một lần vậy, thấy rõ ràng luôn. Mà bây giờ đây, tóc là không thấy, uống cái hồ mới chụp đem rửa gì là tóc uống quăng thấy tóc từ cộng luôn nha. Vậy coi như đây là cụ bà. Rồi tôi cũng không biết cái gì vậy, tôi đặt có kêu bà hai ở trong cái điệp là bà hai điệp gì thôi, chứ con không biết cái gì, mình không biết tên tuổi gì. Khi sau khi mà cháu cụ chụp được cái tấm hình đó thì cái tâm trạng hoang mang, tại vì nó cảm thấy bất ngờ, cháu của cụ cảm thấy bất ngờ sợ. Dạ. Thì cháu của cụ từ đó sau thì cái hiện nay này cháu của cụ làm cái công việc gì và như thế nào? Nó gái chưa chồng mà. Dạ. Gái trong nhà nó đang học, đang đại học năm ba rồi, học đại học năm ba. Lúc đó chụp là xóa không được luôn hả con? Không, chụp rồi là không có xóa được, chụp rồi lại sao y vậy đó, chứ không xóa được. Mặc áo trắng hình như đâu hai lần, một lần thì đồ nó luốc hai lần. Rồi lúc đó thì cái nhà nó chưa có cất đâu, cây cối rừng rú không. Nhưng mà thấy vậy cho mình cũng không có để ý. Chứ hơn nữa mà tôi không có sợ những người ma quái rồi đó, tôi không có sợ. Cho nên tôi thấy đi khít bên tôi đó, mà tôi cũng không sợ. Rồi ngày tháng trôi qua, nói chung ra đây thì tôi cúng kiến thì gian giái nhiều lắm. Rồi đến khi mà chụp hình thấy trong cái điệp này, từ đó ra ra các cái miễu này là coi như là cúng nhiều hơn nữa, không dữ lắm. Nói chung con nãy giờ thì bậc hậu bối, con thì bậc hậu bối nghe chủ cụ kể là một người cụ cũng có tuổi ở trong cái làng của mình rồi. Thì đây là những cái câu chuyện mà có thật và rất là linh thiêng, chứ không phải là một cái câu chuyện bình thường. Và con đến đây cũng với một cái lòng thành kính thì để quay một cái thước phim này lên cho cô bác quý anh chị thấy được sự tồn tại của tâm linh là có thiệt. Đó là một phần trong cuộc sống. Và tâm linh nó khác, mình tin tưởng về tâm linh nó khác với lại tín ngưỡng là có thiệt. Nhưng mà mình không nên mê tín gì đâu. Đó chú cụ thì con chỉ có ý vậy thôi. Hôm nay thì con cảm ơn cụ, chứ có lẽ là con nhờ cụ lại chỗ cây phượng lúc nãy ha. Chỗ cây phượng đó. Đây là cái miếu của cụ bà ở đây. Thì sau lưng cái miếu của cụ bà đó là được thành lập nên sau khi mà cây phượng này được trồng ở đây. Cụ ơi, cho con biết thì cái cây phượng này đó thì trồng được bao nhiêu năm rồi cụ? Cây này là trồng 20 mấy năm rồi. Hơn 20 năm hả? Hơn 20 năm. Ồ, vậy là... Nhưng mà tại sao nhỏ như vậy hay cụ hả? Nó không lớn. Con thấy là cây phượng là hơn 20 năm là lớn lắm. Này bị nước mặn. Nước mặn hay cụ? Nước mặn là nó chậm lớn. Dạ. Nhưng mà con thấy cái bàn bên kia nó vẫn lớn sừng sững kìa.
cái bàn đó là trồng sau cái này cũng 2-3 năm nè. Dạ. Mà cái bàn lại lớn. Dạ. Thì cụ nãy nói là chụp ngay chỗ này luôn hả? Ngay này, hình ngay chân này chỗ này. Ngay chân này. Chỗ này luôn hả? Ngay chỗ đó luôn đó. Nhưng mà tại sao mà chụp một ngày đó là thấy hình rửa rồi qua cái ngày sau tôi chụp lại không? Không trước Tết hay là sau Tết cụ? Sau Tết, bữa mùng 2 Tết á. Ồ. Bữa mùng 2 Tết. Không hiểu luôn. Lúc đó thì chụp mấy đứa cháu tụi nó chụp chơi, chụp lấy cái hàng bông này chơi. Mà đem ra thợ rửa ra mấy loài cái hình đó. Có nghĩa là thấy những cái hoa phượng vào đẹp quá hay sao cụ? Lúc đó thì chưa có chỗ bông đâu. À, mùng 2 thì đâu có trổ bông. Hè nó mới trổ bông giống như hôm nay. Vậy đó. Hè mới trổ. Lúc đó chưa có bông. Nhưng mà lại thấy cây phượng này dáng đẹp, đứng ra qua đây chụp chơi. Chụp mấy chục đứa luôn mà. Nhưng mà chỉ đó. Có bé đó là chụp thấy thôi. Chụp đứa đó rồi thấy rồi nó thâu chụp rồi. Rồi mới đem đi ra chợ rửa. Ra ngoài mới thấy hình ngoài nó mới trở về. Trở về tôi thấy tôi cũng đâu có biết gì đâu. Hôm nào nhưng mà lúc đó là sau khi rửa về thì cụ thấy cụ sợ không? Hả? Cụ sợ không? Bất ngờ mình cũng hơi sợ. Nhưng mà vì nó có cái là mình cũng đã quen ở chỗ ở mà. Chỗ mình ở đây thì thử ra nó quen rồi mình không có sợ cho lắm. Tôi tới bây giờ đi tôi cũng không có vịn tới cái cây này nữa nè. Không dám vịn luôn hả? Không có vịn á, dứt khoát là không có vịn á. Cái nhánh đó, đó. Nhánh nó nhánh hình quá. Con này con cũng không dám nhìn. Nhưng mà chỉ con quay cho cô bác của chị thấy thôi. Thấy cái này nó cũng lạ dữ lắm. Mà mấy người ở xa ta là ta dân giấy ta làm ăn được. Được hả cô? Được, hoặc là ta cúng. Rồi tôi nói thôi, lần này thôi chứ đừng có nữa. Đó sợ người ta đồn tiếu mà tôi không có ấy, không có cho đồn tiếu. Dạ. Hôm nay thì chắc có lẽ là cái sao á mà con có duyên con gặp cụ nè. Thấy cụ ha. Cũng có duyên sao gặp ra. Chắc có lẽ là hai con với cụ vô trong đi. Mấy này chụp. Dạ. Đây là cái thước phim mà cái điện thoại iPad như thế này thì chỉ có duy nhất 17 ảnh và một video. Thì trong 17 ảnh này thì có 3 đến 5 ảnh mà mình chú ý nhất, đó là ảnh này. Đây, một cái tấm ảnh như thế này là một chụp một cái cành phượng không. Thì cành phượng này thì mình vẫn chưa thấy gì hả cô? Cành phượng này mình chụp không thấy gì phải không? Không thấy gì. Dạ, đến cái đây không thấy gì. Đó. Dạ, gỡ ra mình phóng to ra mình gỡ ra sao con? Phóng to ra đi gỡ. Nhưng mà đó. Trong cái vỏ cây đây. Phải không? Đúng rồi, hình một mặt người có bác quý chị. Không biết cô bác quý chị thấy được không ta? Cái gương mặt người có tóc rõ ràng luôn. Ôi, nó rõ lắm mà thấy nó rõ dữ dằn luôn. Sau đó mới phóng lớn lên và trên này là cái hình ảnh phóng lớn nè. Và dưới này thì ra mặt người chưa? Ra cái ảnh này mới ra nè. Cái ảnh nó như này là ra rõ nhất nè. Đó. Không hiểu. Đây. Có nghĩa là cho nó bé gái này chụp ta. Hình nó đứng chụp nó rồi ra ngoài rửa lòi cái mặt người này ra đó. Lòi ra thì là ở dưới này. Đó là mặt đó, cái mặt con người đó. Xong một lần nó rõ lắm, sao vậy? Nó lại lâu lắm. Không hiểu được luôn. Nói chung tất cả mọi thứ đều là không giải thích được. Và tâm linh thì mình ở cái phương diện này mình rất là tin luôn. Nhưng mà
cứ cố gắng làm ăn và tin tưởng thôi chứ mình không có được mê tín. Không có mê tín. Dạ. Làm ăn thì thờ ông má đó vậy đó. Dạ, hôm nay thì con đến đây con mình đầu tiên thì con chúc sức khỏe của cụ luôn dồi dào. Và thứ hai là con cảm ơn cụ đã chia sẻ cho con một cái câu chuyện mà hôm nay thì lần đầu tiên con chứng kiến được và cũng khá là tâm linh như thế này. Thì thể hiện sự lòng kính thì con mong thì đâu đó thì sẽ phù hộ cho gia đình cụ làm ăn càng ngày càng phát triển, càng vươn lên. Rồi. Để mà cụ có một nơi thờ phượng cho nó tốt ngoài kia. Cảm ơn cháu. Dạ. Chứ nó ngay hồi nào giờ thì tôi tin tưởng cho còn ít có nói với ai lắm. Dạ. Con tôi nó biết nó nói cho tôi nói.